infinite power. Chào mừng các bạn quay trở lại với video của Bán Linh Kiện. Chắc hẳn qua đoạn mở đầu khá chất vừa rồi, các bạn cũng biết được chủ đề video ngày hôm nay của chúng ta đúng không? Video ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tự bui lắp ráp một chiếc loa nghe nhạc cực kỳ hay luôn. Và chiếc loa này được cấu tạo như thế nào, lắp ráp ra sao, chúng ta hãy cùng tiến vào video này nhé. Trước mặt các bạn đây là một cặp loa mà mình mới nhảy được của ông anh mình. Nghe đâu đó mỗi chiếc loa này có giá khoảng 250.000 gì đó, cũng khá đắt nên âm của nó chắc cũng hay. Mình nghĩ như vậy, nhưng mà lúc nghe thì tệ lắm các bạn ạ. Do ông ấy dùng mạch âm ly hơi chán, loa ngon mà mạch âm thanh không ra gì thì cũng không ăn thua. Hai chiếc loa này thì mình đã gắn sẵn lên tấm gỗ mà hôm qua mình phải ra tận hiệu làm mộc để đặt làm đế giữ hai chiếc loa này rồi. Mình gắn keo thử xong không rút ra được luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc loa này để xem nó có ngon lành cành đào không nhá. Hai chiếc loa này có một hệ thống âm thanh khá đầy đủ. Ngoài một chiếc loa bass gắn ngay trên này thì ở dưới này còn có thêm hai loa bass cộng hưởng giúp tăng âm bass, âm trầm của chiếc loa này giúp âm hay hơn. Các bạn có thể thấy khi mình bóp hai chiếc loa cộng hưởng thì loa bass ở trên cũng nhún nhảy theo, chứng tỏ loa kín để đảm bảo cho ba chiếc loa bass này phối hợp với nhau tốt hơn. Ở ngay bên cạnh đây là hai chiếc loa chép, như vậy là một chiếc loa này đáp ứng cả hệ thống âm thanh bao gồm loa chép và loa bass khá xịn sò. Giờ mình sẽ tháo một chiếc loa xem chất lượng bên trong của nó nhé. Đầu tiên là mở từ loa bass. Đó, các bạn có thể tự nhìn và đánh giá chất lượng của chiếc loa này nhé. Còn mình nhận thấy nó khá ổn đấy, loa chẳng ghi thông tin gì ở mặt sau nên mình cũng không biết chính xác đây là loa công suất bao nhiêu watt. Nhưng với kích thước này thì mình đoán là 10 watt. Đây là đường dây cấp tín hiệu âm thanh cho loa, hình như đường dây loa bass và loa chép riêng các bạn ạ. Mình sẽ đóng lại để tiếp tục tìm hiểu đến phần loa chép phía dưới. Sau khi mở, trên tay mình đang là phần loa chép, được gắn trên một phần khung hình vuông nhìn khá nhỏ nhắn và xinh xắn. Tương tự như loa bass, cũng không có thông tin gì phía sau nên mình cũng đoán rằng đây là chiếc loa của công suất 3W. Và tổng công suất của một chiếc loa này bao gồm hai loa chép và một loa bass sẽ rơi vào khoảng 15W, nên mình sẽ chọn mạch audio khoảng 15W mỗi kênh là ổn rồi. Để chọn được mạch audio phù hợp thì các bạn có thể truy cập website banlinhkien.com và tìm kiếm với từ khóa module audio. Kết quả sẽ ra hàng loạt các mạch audio với công suất từ 1W lên tới 600W cho các bạn tha hồ lựa chọn. Và một chiếc mạch mà mình nhắm đến đó chính là module audio TA-2024 Hi-Fi. Đây là một chiếc mạch audio được rất nhiều bạn đánh giá cao và mình cũng vậy. Đây là module âm thanh thuộc dòng Class T nên đầu ra âm thanh có mức sai số thấp như dòng module Class AB, nhưng lại mang đến hiệu suất âm thanh tuyệt vời như dòng Class D, tạo ra âm thanh trung thực nghe rất hay. Module này sử dụng điện áp 12V DC và có công suất 15W mỗi kênh nên hoàn toàn phù hợp với mạch audio mà mình đang nhắm tới. Mình sẽ gắn nó xuống phần đế đã có sẵn các cọc đồng. Chỉ cần mỗi mạch này là đã có thể nghe nhạc được rồi. Nhưng để tiện lợi hơn trong thời đại số này thì mình sẽ sử dụng một chiếc module audio giải mã tích hợp Bluetooth 4.1 để có thể giúp loa có khả năng nhận tín hiệu Bluetooth, giúp nghe nhạc tiện lợi hơn, đỡ phải cắm dây lằng nhằng. Vì hiện tại nếu sử dụng hai mạch này bạn sẽ không điều chỉnh được âm sắc, không điều chỉnh được bass shape, nên ở đây mình còn dùng thêm một mạch audio digital processor đã được bên mình review lần trước để làm mạch âm sắc cho đôi loa này. Mình cũng đã đầu nối sẵn một số dây cho mạch như hai dây trắng ở đây là dây cấp nguồn 12V, còn đây là dây cấp âm thanh vào và mình sẽ sử dụng tín hiệu âm thanh từ module Bluetooth này. Còn dây âm thanh đầu ra mình sẽ nối với mạch audio hi-fi ở đây. Chiếc mạch audio processor này mình sẽ để ra phía trước để có thể tiện nhìn được màn hình của mạch cũng như tăng thêm độ hầm hố của cả cụm loa sau khi hoàn thành. Ở đây mình có một jack nguồn DC 12V dùng để cấp nguồn cho mạch audio hi-fi cũng như mạch âm sắc. Tiếp theo mình sẽ kết nối cặp loa này với mạch audio. Tiếp đó mình dùng keo nến để có thể cố định mạch âm sắc cùng jack nguồn lên phần đế này. Sau đó đi lại một số dây cho gọn gàng.
rồi mình đặt loa lên phần đế gỗ. Dùng ốc vít để cố định hai phần lại với nhau để được như thế này. Có âm thanh rồi thì nên có ánh sáng để tạo thành một hệ thống âm thanh ánh sáng lung linh giúp bạn có thể giải trí vào buổi đêm. Ở đây mình sử dụng dàn LED VKS2812 kết hợp với một mạch điều khiển LED nháy theo nhạc. Mình sẽ gắn dàn LED này lên phía trên. Còn phần mạch điều khiển âm thanh mình sẽ cố định nó xuống bằng keo nến. Tiếp đến, vì mạch này sử dụng nguồn 5V nên không thể đấu nối chung với mạch âm sắc hay mạch audio, mình sẽ hàn ấu trực tiếp lên mạch Bluetooth để lấy nguồn 5V. Vậy là mình cũng đã hoàn thành xong công đoạn cắm mạch vào đôi loa để có một bộ loa như thế này. Giờ mình sẽ bắt đầu cắm điện. Trước tiên là jack DC nguồn 12V cấp điện cho mạch audio và mạch âm sắc của loa. Tiếp đến sẽ là jack micro USB cấp nguồn 5V cho mạch Bluetooth cùng mạch LED. Mình dùng nguồn riêng như vậy để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt hơn. Ban đầu mình định dùng mạch book hạ áp xuống 5V nhưng sợ loa bị kêu. Cắm điện vào, mạch Bluetooth sẽ phát ra tiếng. Nhưng là tiếng tàu, nghe hơi khó chịu một chút. Nhưng các bạn đừng đánh giá vội. Hãy cùng mình bật nhạc cho các bạn thưởng thức xem chất âm của bộ loa sau khi mình độ chế thêm sẽ như thế nào nhé. Giờ mình và các bạn sẽ cùng thử test một số bài nhạc để cảm nhận chất âm của bộ âm thanh này của mình nhé. Buồn như mai trăng rơi trên sông, cùng dòng nước chân trôi lang thang đi tìm người thương. Nửa vòng trăng anh nơi phương xa, nửa nhớ mong em đây ngóng chờ, chờ anh đến với những nỗi nhớ trong trong. Và vừa rồi là màn test chất âm của bộ âm thanh này. Các bạn thấy chất âm của bộ âm thanh này như thế nào? Còn riêng mình thấy chất âm của nó cũng khá hoàn hảo. Mặc dù âm bass hơi nồng một chút và âm chép thì hơi chói, nhưng vấn đề này bạn có thể điều chỉnh dễ dàng bằng mạch âm sắc rất ngon ở đây. Các bạn thấy bộ loa hầm hố này của mình vừa tạo lên như thế nào? Hãy để lại ý kiến xuống bên dưới cho mình biết nhé.
Còn về mình, được ngồi thư giãn nghe những bản nhạc yêu thích được phát ra từ bộ loa này là mình rất thoải mái. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.